Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ngọc Vân. Xin chào Ngọc Vân ạ. Buổi chiều ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội đã có một số nơi có mưa, không biết là tình hình cụ thể như thế nào ạ? Vâng Mạnh Cường, vào cuối giờ chiều nay thì mây đen đã kéo tới thủ đô Hà Nội, trời sầm sì. Chỉ khoảng nửa tiếng sau đó thì nhiều nơi đã có mưa rào nặng hạt. Trên ảnh radar, những khu vực có màu cam đậm như là các quận trung tâm và các huyện như là Ứng Hòa hay là Phú Xuyên là những nơi có mưa to nhất. Dự báo từ nay tới sáng mai Hà Nội sẽ tiếp tục mưa rông, mưa to tập trung vào đêm nay và sáng mai. Thời tiết mưa mát, nền nhiệt là 26 tới 27 độ. Sau 7 giờ sáng mai mưa sẽ ngớt nhưng trời vẫn nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ không vượt quá là 30 độ. Không chỉ thủ đô Hà Nội mà nhiều nơi ở Bắc Bộ đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rông. Tổng lượng mưa dự báo ở vào khoảng từ 30 tới 60 mm, một số nơi trên 80 mm. Khả năng cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi cũng như là ngập úng tại khu vực trũng thấp. Với thành phố Hồ Chí Minh đêm nay trời mưa vài nơi, dự báo nhiệt độ thấp nhất lúc gần sáng ở vào khoảng là 25 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.